Trước khi bắt đầu video, để mang lại một trải nghiệm tốt nhất, các bạn nên đeo tai nghe vào vì trong video có khá nhiều loại âm thanh. Hãy đi lấy một cốc nước mà bạn yêu thích, tắt hết đèn và thưởng thức video này. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu! Bí ẩn đầu tiên đến từ những chiếc đĩa. Thông thường khi chơi ở chế độ sinh tồn, tỷ lệ bắt gặp hai chiếc đĩa này là rất hiếm. Bạn có thể tìm thấy chúng trong các rương ở hang động, các ngôi đền nằm sâu trong sa mạc. Điều đáng nói ở đây khi mà hầu hết các đĩa nhạc đều có âm thanh vui nhộm, thư giãn. Đĩa 11 và 13 lại cho bạn một cảm giác rợn người với một bầu không khí nặng nề. Điều kỳ lạ là đĩa 12 không tồn tại trong Minecraft. Điều này càng làm cho chúng ta nghi ngờ và giả thuyết liệu âm thanh đấy thực chất là gì. Đĩa 13 có âm thanh kỳ lạ. Còn đĩa 11 lại có âm thanh nặng nề và ám ảnh hơn. Một số giả thuyết cho rằng nếu phát hai bản nhạc này cùng lúc, nó sẽ tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh đến rùng rợn. Đây là một bức ảnh được chụp khi quét sóng âm của đĩa 11. Ở cuối đoạn này, bạn sẽ thấy hình dáng giống như là chiếc đầu của Steve, bên cạnh là dãy số 12418. Khi tách dãy số thành 12 và 418, sau đó dịch qua hệ thập lục phân của lập trình, kết quả ta có là C418. Đây cũng chính là tên nhà soạn nhạc thiết kế âm thanh cho Minecraft. Một trong những điều bí ẩn lớn nhất của hiện tại đó là đại dương. Hầu hết chúng ta vẫn chưa khám phá hết về khối nước khổng lồ đó. Trong Minecraft cũng vậy, khi bạn lặn xuống ở dưới nước một khoảng cách đủ sâu, những thứ mà bạn nghe được thật sự khiến bạn mất ngủ. Đây là một tệp nhạc đã được thử nghiệm ở phiên bản beta và được nhà phát hành tạo ra ở phiên bản alpha 1.1.1. Hiện tại nó đã bị loại bỏ ra khỏi Minecraft không có một lý do. Khoảng 5 năm trước, mình cũng là một trong những người đã từng trực tiếp cầm chiếc đĩa này và cho vào hộp nhạc trong Minecraft. Nội dung trong chiếc đĩa này khá sôi động, nghe như là từ một trò chơi điện tử cổ điển. Thứ ám ảnh người nghe có lẽ là một giọng nói kỳ dị của một người đàn ông. Tiếng giọng nói đã bị tua chậm và bị móp méo một cách rùng rợn. Mời các bạn nghe thử.
Điều đáng sợ nhất khi đi tìm khoáng sản không phải đến từ những con quái vật, mà nó đến từ những âm thanh hang động. Những âm thanh này mỗi khi xuất hiện có thể xem như là một điềm gỡ, vì nó sẽ thông báo cho bạn biết rằng có một thứ gì đó đang tiến lại gần bạn. Hoặc tệ hại hơn, bạn có thể mất mạng nếu bỏ qua những âm thanh đấy mà tiếp tục đi mai. Hãy cho mình biết thêm về giả thuyết của các bạn nếu thấy có gì bất thường trong đoạn âm thanh này. Mời các bạn lắng nghe. Một số người nói rằng đây là âm thanh của Herobrine vì nó vọng lại từ hư không, đến từ những nơi tăm tối nhất và kết thúc bằng sự im lặng đến đáng sợ. Sau cùng, sự xuất hiện của đoạn âm thanh này báo hiệu điềm xấu sắp ập đến bạn. Nhân vật cuối cùng không thể không nhắc đến, đó là địa ngục. Trong bản siêu cập nhật địa ngục 1.16, nhà phát hành game đã cập nhật rất nhiều thứ trong địa ngục. Một trong những thứ không thể không nhắc đến đó là âm thanh riêng biệt của từng loại Biomi khác nhau. Bật volume thật lớn và cảm nhận nhé các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành được 5 âm thanh kinh dị khiến cho các bạn có thể mất ngủ ngày hôm nay. Thì hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Các bạn có bất kỳ yêu cầu hay là các bạn có một cái giả thuyết gì thì các bạn hãy để lại một cái bình luận phía bên dưới nha. Trong video vừa rồi thì mình đã làm về top 5 thứ đáng sợ trong Minecraft. Thì nếu như các bạn yêu thích kênh mình thì đừng ngần ngại gì mà các bạn để lại cho mình một cái nút like và một cái nút subscribe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở một video lần sau. Bye bye.